mà bảo quản cái đàn cho được tốt á, thứ nhất là bây giờ cái đàn này á là được gắn equalizer, thì khi các bạn lấy về mà các bạn để các bạn thay dây á thì mình sẽ không tháo hết một lần 6 sợi dây ra, mà mình tháo 2 sợi một lần hoặc là 1 sợi một lần. Có nghĩa rằng là khi bạn thả lỏng dây số 6 ra, mình tháo ra thì mình thay một dây số 6 mới vào, dây số 5 tháo ra thay dây số 5 mới vào. Bởi vì ở dưới này nó có một cái miếng thạch anh để bắt tiếng, khi các bạn tháo hết 6 dây ra nó sẽ làm lệch cái miếng thạch anh, làm cho tiếng nó không đều. Đấy là kinh nghiệm. Rồi, cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi đối với đàn guitar, để bảo quản đàn cho được tốt á, là đối với đàn guitar thì các bạn khi mà một cái đàn guitar đa phần người chơi người ta bỏ vào thì người ta bỏ cái đàn nó sẽ quay về cái phía mặt như thế này. Đây, quay về phía mặt như thế này. Ví dụ nha. Đây một cái đàn sẽ bỏ như thế này. Đấy. Sau khi bỏ vào xong á, người chơi đa phần khi người chơi người ta dựng cái đàn vào trong, giả sử đây là bức tường, người ta sẽ dựa cái mặt nó quay ra ngoài thế này, nhưng mà dựa như thế này là sai nguyên tắc. Nguyên tắc đúng khi mà dựng đàn là khi mình dựa đàn thì cái mặt có dây, mặt chứa dây, đây mặt chứa dây, nó sẽ hướng về nơi dựa. Giả sử đây dựa đây thì các bạn sẽ hướng cái mặt dây về đây, dựa bên này thì các bạn sẽ hướng cái mặt dây về bên này để cho nó đỡ cong cằn. Đây các bạn nhìn tất cả những cái đàn của shop này, đấy tất cả đều được dựa vào, khi mà dựa này đều là cái mặt nó sẽ quay vào nơi dựa đấy. Thì theo nguyên tắc đó, khi các bạn để nằm lên trên giường hoặc là trên một cái mặt phẳng thì cái mặt dây nó sẽ úp xuống chứ nó không phải là ngửa ra như thế này đâu. Như vậy thì để như thế này là đúng này. Đây, để như thế này là đúng này. Đấy. Lưu ý cái điểm đó. Cái điểm thứ hai là khi mà như vậy thì nếu như trong một cái hộp cứng như thế này, một là mình để, mình có thể để dựng dọc như thế này, hoặc hai là mình kiếm những cái góc tường nó có cái điểm tựa, mình sẽ cũng quay cái mặt dây, cái mặt mà dây như này dựa vào như thế này, nó sẽ tốt hơn cho cái đàn của mình, và nó tránh được khi mà kiếm góc tường thì mình sẽ tránh được cái việc nó đổ qua hai bên. Đấy. Rồi cái điểm thứ hai, khi mà đi xe máy, đối với việc mình đeo đàn thì phía sau cái xe máy nó sẽ có một cái thanh inox sắt để mình cột, mình chở hàng ấy, thì các bạn đừng có, khi đi một mình thì cái yên sau nó sẽ tựa lên cái đàn, nó rất là êm ái rồi. Nhưng nếu đi hai người thì cái mặt sau này mình không có tựa lên trên cái thanh chở hàng đó, vì cái thanh nó bằng inox sắt, nó cứng, nó khi đi nó dòng gặp ổ gà ổ voi, nó dòng nó sẽ làm bể đàn. Đấy, như vậy bằng cách mình sẽ không tựa, bằng cách một là mình ôm giữa hai người này, tay này bị lên ba người trước đi. Hai là mình sẽ rút ngắn cái dây này lên để cho nó hỏng lên, cắt cái thanh inox nó một cái thanh ba ga nó một khoảng là được. Đấy là cách bảo quản đàn.